cũng giống như là những cái hình ảnh ở trong TV đó, mình thấy như vậy, có cái pháp nào mà thật sinh đâu. Không có pháp nào thật sinh. Không có ca sĩ nào, không có tài tử nào, không có đờn kiềm, đờn cò, đờn nhị, đờn tam, đờn sách, đờn độc quyền, đờn đờn ống sáo, ống tiêu gì trong đó có cái nào thật thật sanh hết. Vậy mà mình thấy nó thổi được. Mình thấy người ta thổi được, người ta trỗi được, người ta hòa nhạc được, rồi người ta ca được, hát được, ha. Nhưng mà nó vậy đó. Nó sanh là do cái điều kiện trung trùng duyên, mà nó đầy đủ cái điều kiện của nó, bao nhiêu cần có, bao nhiêu duyên đó, thì nó ra được cái như vậy, cái hình ảnh như vậy, cái ca múa hát sướng như vậy, cái đần địch như vậy, cái âm thanh như vậy. Vì vậy cho nên nhìn bằng con mắt đạo thì cái sanh đó, sanh thì có sanh đó, nhưng mà không thật sanh. Tại vì nó không thật sanh cho nên là giết. Người ta không muốn coi, ta bấm công tắc cái TV ra, ngắt đèn ra là nó giết à. Nhưng mà diệt chứ đâu có phải thật diệt. Nếu mà hồi nãy mà tôi đang coi cái chương trình mà dần căn cổ nhạc đó, mà ở dưới này tôi để cái đầu máy video dưới này là tôi bấm nút ha, rồi tôi tắt cái TV ở trên nha, mà cái đầu máy video tôi nó ghi cái hình nãy giờ y nguyên, giờ đem bỏ trở lại lên hát y như hồi nãy. Thế thì mình ngắt điện cái TV thì hình ảnh ca hát hòa nhạc bây giờ hết mất rồi. Nhưng mà đừng tưởng nó mất nha. Nếu mà ta muốn cho nó còn là ta để cái đầu máy dưới, bấm cái remote kia dưới nó tự thâu. Cho nên diệt cái trên mà còn ở dưới. Rồi nếu mở TV lại thì cũng còn cái hát, lần này lần khác đều được hết. Do vậy cho nên là tất cả pháp không diệt. Ở cái học đạo nó kỳ vậy đó. Nhưng mà đạo nhãn của người tu mà có đạo nó nhìn vậy là sanh không thật sanh. Vì không thật sanh cho nên diệt nó cũng không thật diệt. Nếu hiểu được như vậy, nhược năng như thị giải chư Phật thường hiện tiền. Hiểu được như vậy là cái người đó đó sống gần bên Phật, Phật ở trước mặt mình Phật bao trùm xung quanh mình. Có cần phải tìm kiếm Phật ở đâu đâu, đâu có cần phải đi xa đó đi đây gì để mà tìm Phật. Hà cứ lai chi hữu, không có đến không có đi. Con người mình sanh tử kỳ thật không có đến không có đi. Sự sanh tử của mình đó là sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh. Mà sao vậy? Tại sao mình thấy sanh tử mình sợ? Cái lý do là tại mình chấp ngã. Mình đòi mình phải là cái tên này, cái mặt này, tóc tai mũi lưỡi này, còn hoài thì mình mới gọi là mình. Do vậy cho nên là mình chết rồi cái mình tưởng đâu mình chết rồi cái mình sợ vô cùng. Thế thì là cái nguyên nhân mà mình sợ như vậy là mình tưởng nó mất, mình sợ nó mất là tại vì cái ý niệm chấp ngã của mình. Chứ còn nếu mà mình tu mà mình quán được cái chân lý vô ngã, cái chân lý duyên sanh đó mà, thì thật sự cái chết của mình không hề có mất. Tại vì mình đòi cái mặt mà cũ của mình trở lại thì nó đúng là không có rồi. Có như cái bàn này nè, hồi trước là do gỗ ở trên rừng đó. Giờ ta đóng cái bàn này, thế thì mất cây gỗ trên rừng. Nhưng mà kỳ thật cây gỗ trên rừng không mất, là vì nó thành ra cái bàn. Xài 20 năm cái bàn này mỗi một ăn ta đem ra ta bỏ vô bếp ta chụm, chụm ta mất cái bàn này. Nhưng mà nó vô thành ra cái chất lửa, nó sinh ra lửa để người ta nấu đồ ăn rồi. Người ta ăn cái bàn này rồi, trong bụng của người ta rồi. Vì nhờ nó mà ta có cái đồ ăn chín, có thịt, có cá, có cơm, có gạo ta ăn. Thế thì nó biến ra đồ ăn ta ăn vô bụng rồi. À là do cái bàn này nè, mà cái bàn này là gốc là cây rừng nè. Rồi ăn vô bụng rồi, chưa còn cái tro đó hả, nó lại nuôi dưỡng ra thành ra cái thứ thảo mộc động vật khác, mà có khi cái giá trị nó còn quý hơn là cái cây gỗ ở trên rừng to tướng kia.
Thế thì là cái cây gỗ đó bị đốn trên rừng đem về làm cái bàn, không có nghĩa là cây gỗ mất đâu đi đâu hết. Cái bàn mà xài mấy mươi năm rồi á, sau đó nghĩa là làm nấu ra, làm lửa, làm củi, nấu đồ ăn, rồi nó thành tro, tro đem bón cây cỏ ha, hay là không bón, đổ ngoài đất cũng là không đi đâu, cũng là một chất liệu để sinh trưởng những cái thảo mộc sau này. Cái người học đạo mà ta thấy cái chân lý đó, cho nên là tách bỏ cái quan niệm tâm ngã ra thì người ta thấy rằng là mình dù có chết cũng không có mặt. Do vậy cho nên là những cái bậc chứng đạo người ta viễn ly sinh tử là vậy đó, viễn ly sinh tử là vậy đó. Vấn đề là sinh tử là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sinh tử vô 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 định, vô định chỉ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Việc sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh, sanh tử như vậy là cái dòng nước nó lững lờ trôi. Bổn sư ta cũng vậy thôi, nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thở xa xưa, từ thời như đang có Phật. Thấy được chân lý đó rồi, người ta dẹp đi, giật đi ý niệm trong ngã là người ta thấy chẳng có mất gì. Cho nên người ta gọi là cái người mà viễn ly sinh tử mới có được niết bàn. Mà viễn ly sinh tử là vậy đó, xuất ly sinh tử cũng là như vậy. Cho nên cái này là cái đạo Phật của mình đó mà, nó đúng là học để mà tu. Chứ học mà không có tu á, mà đem qua mà nói chuyện người thế gian á, người ta đang cạnh tranh mà sắc tài danh lợi của ta đang lên phơi phới, mà mình nói cái này là nghe không ai nghe hết đó. Không ai nghe hết á. Cái người phải có ý chí nghĩa là đi tìm chân lý để mà tu á, thì mà nghe nó mới có cái lý để mà nghe. Cho nên tôi nói tôi giảng này tôi ấn lắm á chứ, ấn lắm. Nó là cảnh sở chứng ở nội tâm của con người, dứt hết phiền não, dứt hết sinh tử, viễn ly các tướng. Con người viễn ly các tướng mới có được đại nhập diệt tức, mới có niết bàn, mới có đại viên tịch. Phải viễn ly các tướng, phải thấy cho được cái tính chất. Kinh Kim Cang Bát Nhã nói nha: phàm sở hữu tướng giai thị hư, vọng nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như Như Lai. Các cái tướng trên đời này mình thấy đó mà, tất cả đều là hư vọng hết. Vì sao vậy? Vì nó là duyên sanh, vì nó là trung trùng duyên khởi mà sanh. Nó là y tha khởi, y tha khởi tánh. Nếu mình học duy thức, mình nói ra duy thức là nó là y tha khởi tánh. Học theo Kim Cang Bát Nhã thì nó là duyên khởi trung trùng nương giáo hòa hợp mà sanh. Do vậy cho nên là cái gì có tướng trên con đời này, có dáng vẻ, có hình mạo, đều là hư vọng. Mà phải thấy được cái phi tướng của các pháp. Cái thực tướng của các pháp là phi tướng, là vô tướng. Phải thấy được cái bản chất của nó là không có chất, mà trung trùng duyên, trung trùng nhân tác động qua lại hòa hợp mà sanh. Thấy được tính chất phi tướng của các tướng thì người đó mới thấy được Như Lai, mới thấy được pháp thân Tỳ Lô Gia Na Phật. Mà pháp thân là một đức ở trong ba đức của Bát Nhã và Niết Bàn. Cho nên học Niết Bàn phải thấy được ba đức pháp thân, Bát Nhã và giải thoát. Mà thấy được giải thoát thì thấy được pháp thân và Bát Nhã, mà thấy được pháp thân thì thấy được Bát Nhã và giải thoát. Nó giống như là cái đỉnh đồng ba cái bộ lư ba cái chân này đó, không bao giờ tách rời ra được. Bỏ bớt một cái là cái đỉnh đồng đó không đứng vững được. Ở trên cái trán của Phạm Thiên có cái chữ Y, có ba chấm, phải đứng đúng vị trí nhau. Mà nếu mà ba chấm đó mà đứng lệch vị trí là không thành là chữ Y được. Phật phải có pháp thân, Bát Nhã, giải thoát, ba cái đức đó
không bao giờ tách rời ra được. Vì vậy cho nên là ta học kinh Niết Bàn là ta phải đồng thời tư duy quán chiếu cho thấy cho được cái đức pháp thân và bát nhã. Vì Niết Bàn là chỉ là một đức giải thoát ở trong ba đức. Đây, tôi nói từ vậy đó, các vị chừng nào mà nghe không nổi nữa là các vị bỏ lớp thì lần là hết người, cái tôi cũng nghĩ luôn vậy cho nó khỏe. Chứ giờ không còn cách nào khác. Và nếu mà tôi bỏ tôi chạy trốn thì là các vị nói chắc tôi là hết rồi, không còn gì nữa, giống như Dự Hồng quánh như Lê Kim Đính, có nhiều phép nó quăng hết phép rồi thôi à, thì trốn rồi, ở đây không có trốn. Có cái là các vị chừng nào các vị không à, là không nghe được ha, chừng nào mà hết đối tượng là tôi mới hết đánh thôi à, hết chiến đấu thôi, cái này khó nghe đó.